Chào các bạn, hôm nay thì tiếp tục chia sẻ các bạn thêm một bài nhạc xuân nữa. Rồi bài hôm nay sẽ là bài Mùa Xuân Của Mẹ. Rồi thì bài này cũng là tên tông trưởng nha các bạn. Thì mình thường nói các bạn đa số những bản nhạc xuân thì tông trưởng sẽ nhiều hơn tông thứ. Rồi bài này cũng là một bài tông trưởng nữa. Mình sẽ chia sẻ các bạn tông đô trưởng đi ha, để bạn nào cũng có thể áp dụng được. Và với tông đô trưởng thì các bạn hát nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cũng như với giọng mình đô trưởng mình hát là mình cũng rất là ráng rồi, chứ cỡ mà lên rê trưởng hay mi trưởng nữa là mình cũng không thể nào hát nổi ha. Rồi cho nên mình chia sẻ các bạn tên đô trưởng. Đô trưởng thì chắc chắn là bạn nào cũng sẽ tập được bài này. Rồi bài này các bạn có thể áp dụng điệu ba lá xưa ha. Vừa rồi mình có hát mẫu các bạn tham khảo cũng trên điệu ba lá xưa và tên trong đô trưởng. Mà không biết có dính bản quyền hay không, nếu mà dính bản quyền thì mình sẽ để cái clip riêng cho các bạn nha. Tại vì bài này nguy cơ dính bản quyền rất là cao nha các bạn. Dính bản quyền thì bắt buộc mình sẽ để clip riêng, mình sẽ là tại vì chưa đăng tải lên thì mình chưa biết nó bắt bản quyền hay không, thì mình cứ để xuyên suốt mình đăng tải, mình lỡ nó bắt bản quyền thì mình sẽ gỡ bỏ và mình đăng tải lại, rồi mình sẽ cắt một cái phần hát mẫu để mình sẽ làm cái clip riêng, để bạn nào cần tham khảo bài hát mẫu thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu Mùa Xuân Của Mẹ điêu chương là sẽ ra ha. Còn nếu nó không bắt bản quyền thì mình để xuyên suốt cho các bạn luôn nha. Nói chung là các bạn tham khảo bài hát mẫu để các bạn hình dung, các bạn dễ tập thôi chứ cũng không có gì ha. Còn các bạn không cần tham khảo bài hát mẫu cũng được luôn, và hẳn bài cũng được luôn ha. Rồi bài này các bạn sẽ đàn trên ba lá xưa. Điệu ba lá xưa thì mình đã chia sẻ các bạn rồi ạ. Đó, cứ chắc bùm bùm chắc bùm bùm. Rồi các bạn cần áp dụng bài này để nó hợp hơn với cái điệu ba lá xưa này đó, thì các bạn cứ gõ cách đàn điệu ba lá xưa điêu chương, các bạn gõ vậy sẽ ra. Mình chia sẻ các bạn cách đàn điệu ba lá xưa rồi đó ha, các bạn cứ gõ cách đàn điệu ba lá xưa điêu chương là sẽ ra ha. Rồi nhưng nếu các bạn không quen với ballad hoặc không các bạn tập không được hay là không có thời gian để các bạn tập thêm điệu ballad này nữa thì bạn cũng có thể áp dụng điệu bolero cũng được luôn ha. Nhưng mà với bolero thì nó được thôi chứ nó không có hợp bằng cái điệu ballad xưa nha các bạn. Rồi áp dụng điệu nào thì tùy theo khả năng và tùy theo sở thích mỗi bạn nha. Rồi mình chia đầu tiên mình chia sẻ các bạn, mình thì chia sẻ trên ballad xưa nha các bạn. Rồi nếu các bạn đàn trên bolero thì các bạn cũng y chang vậy, các bạn suy ra bolero thôi ha, các bạn điệu theo cái điệu bolero thôi, hợp âm hay là các thứ nó cũng y chang vậy thôi. Nhưng mà nếu các bạn đàn bolero thì các bạn sẽ đàn theo cái kiểu bolero rát chát bum chát bum chát bum, nó sẽ khác với kiểu ballad xưa ha. Rồi mình chia sẻ điểm hát luôn đi ha, rồi chút xíu mình chia sẻ các bạn nó solo sao. Rồi đầu tiên intro các bạn sẽ đàn thế này. Son lá đồ, son lá son. Rồi các bạn bấm vô son trưởng, các bạn đàn bốn cái chát. Chát 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 chát. Thì cái điệu ballad xưa chát 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 chát. Bùm bùm chát 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 chát. Bùm bùm. Đó. Thì các bạn chèn theo kiểu ballad xưa thì bây giờ các bạn chỉ chèn là bốn cái chát thôi, không có chèn bùm bùm. Tại vì bốn cái chát xong mình sẽ đàn tiếp một dải nốt solo này nữa ha, một dải nốt này nữa. Son lá đồ, son lá son, chát 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 chát. Vậy đó ha, rồi đàn tiếp, chèn bốn chát xong đàn tiếp. Câu thứ hai. Son la do re mi re do re. Son la do re mi re do re. Sau đó các bạn bấm vô rê thứ. Chát 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 chát, bốn chát. Thêm cái chát nữa. Rồi đàn tiếp câu thứ ba. Do re la re son. Do re la do son. Son nha các bạn. Đô re là đô son. Sau đó các bạn bấm son trưởng ba cái chát thôi ha. Chát chát chát. Ba cái chát này xong là các bạn phải đàn liền câu thứ tư. Re la son. Son la đô re đô. Vậy đó ha. Rồi câu thứ ba nè. Đô re là đô son. Chát chát chát. Re la son. Son la đô re đô. Rồi xong hết bốn câu của intro. Rồi, câu cuối cùng về đô trưởng. Rồi đàn một nhịp ballad xưa. Chát 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 bùm bùm. Nhớ ha, một nhịp của ballad xưa. Còn các bạn nếu mà các bạn đàn bolero thì cũng vậy, sau khi hết intro các bạn cũng đàn một nhịp bolero rồi ngưng, sau đó vào bài ha. Intro này cũng ngắn thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ lại cho các bạn ha, phần intro này các bạn sẽ đàn thế này. Các bạn cứ chia nhỏ ra từng câu, tập được từng câu, bấm hợp âm nào đàn ở chỗ nào, mỗi sao dãy nốt mình có ghi số dây cho các bạn luôn ha. Vừa rồi mình có ghi số dây, cái sau lưng dãy nốt là dãy số. Số dây và vị trí bấm. Son là ở sau lưng ghi mình suy số 30 là đàn dây 30 bấm sẽ ra nó son đó đó. Kế tiếp lá đó là sau lưng mình ghi 32 thì 32 tức là đàn dây 3 bấm ô 2 sẽ ra cái nốt lá đó, đó ha. Rồi tương tự những nốt khác nha các bạn. Rồi sau khi biết hết những cái nốt đó bấm chỗ nào, đàn dây nào, chèn ra sao với hợp âm nào
thì các bạn tập từ từ từng câu được rồi, ráp lại 4 câu rồi sẽ tăng tốc lên, tốc độ lên từ từ, từ chậm tới nhanh là được ha. Rồi các bạn tham khảo màn hình, các bạn sẽ đàn thế này. Chát bầm bầm rồi ngưng vào bài mẹ ơi vậy đó ha. Rồi lại intro, được rồi các bạn tăng tốc lên ha, và sẽ đàn thế này lại nữa ha. Đầu trưởng và đàn điệu ballad xưa lên liền ha. Bùm chắc 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 bùm bùm nó. Rồi ngay mẹ ơi là mình bùm cái này. Mẹ ơi nó bùm cái, bấm đầu trưởng bùm cái. Rồi sau đó chắc 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 bùm bùm 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 nó cứ chắc 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 bùm bùm. Rồi câu hát tới đâu hợp âm tới đâu các bạn chuyển tới đó, vậy thôi ha. Rồi lại intro các bạn nha. Bạn sẽ đàn thế này. Tập được hết, biết được những cái nốt đó là đàn như thế nào, ngay chỗ nào, bấm hợp âm ra sao, chèn những cái chát như thế nào, thì các bạn cứ dựa theo cái mà mình đàn mẫu các bạn tham khảo đó, rồi các bạn cứ đàn theo bây giờ là được ha. Mới thì các bạn cứ tập chậm chậm thôi, từ từ các bạn tăng tốc lên là các bạn sẽ đàn được ha. Rồi mình sẽ lại cho các bạn một lần nữa, rồi mình vào bài nha. Xưa lên ơi là bùm cái, rồi bắt đầu chắc 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 bùm bùm. Rồi hợp âm tới đâu chuyển tới đó ha. Khi hát tới chữ đó thì các bạn thấy sau lưng chữ đó mình ghi hợp âm nào thì các bạn cứ chắc 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 bùm bùm, chắc 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 bùm, chuyển hợp âm đó là được ha. Cách chuyển âm thì mình cũng đã chia sẻ các bạn trong cái clip cách đàn điệu ballad xưa rồi ha, mình có chia sẻ cách chuyển hợp âm luôn rồi đó ha. Các bạn xem clip đó các bạn sẽ đàn được cái điệu ballad xưa với rất là nhiều bài, chứ không riêng gì bài này các bạn. Cái điệu ballad xưa nó sẽ rất là hay, hay hơn bolero nữa. Với những bài mà nó hợp với cái điệu ballad xưa đó các bạn áp dụng, ví dụ như những bài bolero các bạn thường đàn là áo em chưa mặc một lần đi ha, mà các bạn không đàn bolero các bạn đàn ballad xưa các bạn nghe nó sẽ hay hơn nhiều ha. Hoặc đơn giản ví dụ cái bài Lan và Điệp đi, thường các bạn đàn bolero nhưng bây giờ các bạn không đàn bolero các bạn đàn ballad xưa vào các bạn sẽ cũng sẽ rất là hay ha. Hoặc là bài bài gì
bài gì, bài gì quên, mình quên tên. Các bạn cũng thường đàn bolero đó, nhưng mà các bạn đàn gì thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm áo đỏ rìu hồng, anh đường anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn là âm thầm đó, cái bài đó đó. Mà các bạn thường đàn bolero, bây giờ các bạn không đàn bolero, các bạn thử đàn cái ballad xưa, cái bài đó tựa gì tự nhiên nó nghe mình quên cái tựa này ha. À, cho vừa lòng em á, các bạn cho vừa lòng em, các bạn thử đàn ballad. Nói chung thì các bạn cứ tập thêm cái điệu ballad xưa này, các bạn sẽ áp dụng rất là nhiều bài mà từ nào giờ các bạn thường chơi bolero, các bạn bây giờ các bạn đổi qua ballad xưa này, các bạn thấy nó sẽ rất là hay ha. Rồi rồi, đó là bài này. À, rồi các bạn cứ thấy hợp âm tới đâu các bạn chỉ tới đó là được ha. Mẹ ơi nghe ơi là đô trưởng nè, hoa cúc vẫn giữ đô trưởng luôn, rồi 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 vẫn giữ nguyên, nói chung là nguyên câu đầu cái đô trưởng. Mẹ ơi đô trưởng nè, hoa cúc đô trưởng, hoa mai nở rồi đô trưởng luôn nè, giờ đây đô trưởng rồi con. Ngay chỗ này chuyển qua son trưởng, các bạn có thể bấm son trưởng chỗ này, hoặc các bạn không quen chỗ này các bạn bấm chỗ này cũng được. Nói chung là cứ hợp âm đó, các bạn muốn bấm chỗ nào thì tùy các bạn thôi ha, bấm chỗ nào cũng được miễn phải hợp âm đó là được. Người con đang còn lênh đênh, rồi vẫn giữ son trưởng luôn ha. Ngay chỗ này mình ghi sau lưng chữ nào là ngay đó là ngay nhịp các bạn đó, ngay cái bung đó, đênh bung nè ha. Rồi cứ tiếp tục chát 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 chát, đeo cao, ngay cao này các bạn chuyển qua rê thứ, hoặc rê thứ chỗ này cũng được, đeo cao rê thứ, gió lòng đô trưởng ngày đêm bạc ngang pha trưởng. Chỗ này là qua pha trưởng ha, các bạn có thể bấm pha trưởng chỗ này, bấm chặn hoặc là bấm tắt cũng được ha. Thì các bạn áo trắng chỗ này chuyển qua la thứ, trắng sơn vai bạc màu, chỗ này chuyển son trưởng, nhìn xuân về son trưởng là buồn mênh mang, chỗ này chuyển qua rê thứ. Nhưng mà các bạn lưu ý chỗ này ha, lòng buồn mênh mang các bạn có thể vẫn giữ luôn son trưởng cũng được, khỏi cần chuyển qua rê thứ cũng được ha. Về lòng buồn mênh mang ha, hoặc là nếu các bạn chuyển qua rê thứ thì các bạn lưu ý cho mình, chuyển qua rê thứ nó sẽ hay hơn, nhưng mà các bạn phải lưu ý chỗ này, nhìn xuống về về son trưởng lòng buồn mênh mang, chuyển rê thứ là ngay cái bum này, này là ngay cái mang đó, là ngay cái bum ha. Rồi các bạn cứ đàn một nhịp chát 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 chát, bum 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 là các bạn chuyển qua cái son trưởng ha, không giữ luôn rê thứ, như bạn giữ luôn rê thứ là sẽ không hay. Mình chuyển qua rê thứ rồi bấm rê thứ, đàn một nhịp chát 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 chát, bum bum. Tới bum này mình không giữ rê thứ mà mình chuyển qua son trưởng nó sẽ hay hơn ha, chứ bum này các bạn giữ luôn rê thứ thì nó sẽ không hay. Nó cũng được nhưng mà không hay ha. Tóm lại là ngay chỗ lòng buồn mênh mang là các bạn giữ luôn son trưởng cũng được, không chuyển rê thứ cũng được, và các bạn muốn chuyển rê thứ cũng được và giữ luôn rê thứ cho hết đoạn cuối, đàn một nhịp luôn cũng được, bum bum đó cũng được, nhưng mà nó không hay. Cũng được nhưng mà không hay. Nếu mà muốn hay thì lòng buồn mênh mang chuyển qua rê thứ rồi đàn một nhịp chát 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 chát, bum bum, cái bum là chuyển lại son trưởng ha. Rồi ngưng và bắt đầu vào đoạn hai vậy đó nha các bạn. Rồi mình sẽ ví dụ lại, thì vừa rồi bài mình cũng hát mẫu các bạn tham khảo, các bạn cũng thấy ngay khúc đó là vậy, là như vậy đó ha. Mình sẽ ví dụ lại nè, chậm nè. Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang, ngày đi vậy đó ha. Rồi cứ đàn một nhịp, bấm bấm rê thứ chắc chắc chắc, bùm son, bấm son xong ngưng, rồi hát đoạn hai, ngày đi con hứa xuân sao sẽ về vậy ha. Rồi à, ví dụ là các bạn này ha, son trưởng nghe này nè, chuyển son trưởng, ví dụ từ trên luôn để các bạn dễ hình dung nha. Đeo cao gió lòng ngày đêm bạc ngàn, áo trần sơn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mênh mang, ngày đi đó. Ngưng nữa, bắt đầu hát đoạn hai ha. Rồi lại một lần nữa đi, rồi sẽ vào bài cho các bạn vào đoạn 2. Đoạn 2 thì nó cũng là nát đoạn 1 thôi, hơi thay đổi chút xíu thôi ha. Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang, ngày đi con hứa xuân sao sẽ về vậy ha. Rồi qua đoạn 2 thì mình tự nhiên mình quên ngang cái lời đoạn 2. Ngày đi con hứa xuân sao sẽ về mà nãy đã báo xuân rồi chú. À nhớ rồi, tự nhiên quên nghe. Rồi rồi qua đoạn hai, ngày đi đô trưởng
con hứa xuân sau sẽ về. Vẫn như đồ trưởng giống đầu một vậy đó, cứ đồ trưởng luôn ha. Mà này ở chỗ cổ này hát thấp này đồ trưởng luôn. Bao là các bạn chuyển qua son trưởng cho mình. Bao xuân rồi trôi qua rồi vẫn giữ son trưởng. Giờ đây rời thứ chắc mê đồ trưởng gia tóc bạc nhiêu pha tưởng. Sớm chiều là thứ vương rau vương ca son trưởng. Mẹ biết nhớ son trưởng cây vào tay ai. Về lại chủ âm đô trưởng ha. Rồi thì đoạn 2 các bạn thấy nó chỉ thay đổi hợp âm của câu cuối cùng thôi. Câu cuối cùng của đoạn 1 và câu cuối cùng đoạn 2 nó khác nhau âm thôi. Còn những câu còn lại nó y chang vậy ha các bạn. Rồi hết đoạn 2. Đoạn 2 thì đơn giản, đoạn 1 các bạn không cần phải dậm rê thứ qua son trưởng gì cả ha. Hết đoạn 2 nó về chủ âm là về đô trưởng. Thì các bạn cứ bấm đô trưởng đàn một nhịp. Bum, chắc 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 chắc. Bum, bum. Rồi bắt đầu hát điệp khúc dễ thôi ha. Rồi mình sẽ ví dụ hết đoạn 2 qua điệp khúc. Sớm chiều vương rau vương ca, mẹ biết nhờ cây bao tay ai. Đó, chắc bần bần ngưng rồi hát điệp khúc. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân, con mùi mai nở đầu đây. Mẹ lòng là tôi trời mưa. Vậy đó ha. Rồi qua đoạn 2 qua điệp khúc thì đơn giản các bạn chỉ đàn một nhịp ha. Rồi hát điệp khúc. Rồi mình sẽ ví dụ lại lần nữa hết đoạn 2 qua điệp khúc. Rồi mình sẽ chia sẻ hợp âm cho các bạn nha. Sớm yêu vương đấu vương ca, mẹ biết nhờ cây vào tay ai. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân, thón mùi mai nở đầu đây. Nghe lòng lạc lối trời vương. Khi xưa những ngày đinh lửa chưa san, bếp hồng quay quần bên nhau, kể mẹ kể chuyện hết được khúc. Thì các bạn cứ cũng đang một nhịp nghe mẹ cái chuyện từ xưa, bấm son trưởng cũng đang một nhịp chắc 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 bấm bấm. Rồi ngưng hát đoạn cuối mẹ ơi. Vậy là đô trưởng, vậy là chủ âm đô trưởng. Thì đoạn cuối nó cũng giống như đoạn 2 vậy đó các bạn. Đoạn 2 thế nào thì bây giờ các bạn qua đoạn cuối thì y chang vậy ha. Rồi mình đọc âm điệp khúc ha. Đêm nay là xoa trưởng, nay rừng pha trưởng, gió nhẹ sang xuân pha trưởng luôn, thón mùi pha trưởng mai nở đầu đây. Rê thứ mi thứ các bạn thể chuyển như này cũng được ha. Đây mi thứ nghe lòng đô trưởng lạc lối chơi vơi. Rê thứ chơi vơi rê thứ nè. Rồi tiếp khi xưa chỗ này chỉ mi thứ xưa, những ngày son trưởng minh lừa chưa sang mi thứ. Tiếp thòng son trưởng quay quần bên nhau là thứ nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Về son trưởng nghe mẹ là rê thứ, kể chuyện đời xưa về son trưởng. Rồi bấm son trưởng đàn một nhịp chắc 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 bum bum. Rồi hát đoạn cuối vậy đó ha. Rồi ví dụ các bạn hát được khúc qua đoạn cuối. Khi xưa những ngày binh lửa chưa xa, bếp hồng quay quanh bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua.
cuối thì hát khác lời thôi, chứ còn các bạn điểm thì y chang đoạn 2. Lúc này đoạn 2 các bạn điểm thế nào thì bây giờ đoạn qua đoạn cuối y chang vậy ha. Mẹ ơi đâu trưởng, con hứa đâu trưởng, con sẽ trở về đâu trưởng luôn. Dù cho đâu trưởng, dù cho son trưởng xuân đã đi qua son trưởng luôn. Dù cho rê thứ em từng đâu trưởng bay bay về ngang pha trưởng. Dẫu gì là thứ rồi con cũng về son trưởng. Là đô trưởng về chủ âm là hết bài ha. Rồi với bài này nếu các bạn gian tấu á thì các bạn cứ solo nó đoạn 2 ha. Giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn nó solo nè. Nếu gian tấu thì các bạn cứ solo nó đoạn 2, sau đó các bạn sẽ bắt đầu hát lại ngay điệp khúc rồi hát đoạn cuối, rồi các bạn sẽ kết ao ha. Còn nếu các bạn không thích hát lại, không thích gian tấu, muốn kết ao hát hết bài là kết ao luôn, thì các bạn cứ đàn y chang intro. Intro thế nào các bạn cứ kết ao y chang vậy là được, không khác gì hết ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn. Nói chung là nếu mà kết ao luôn á thì các bạn cứ vừa hết bài các bạn đàn giống intro. Thì B xuống thôi. Hết bài các bạn cứ đàn một nhịp đi ha, cũng đàn một về đô trưởng, về chủ âm đàn một nhịp ballad xưa. Chắc 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 bum bum. Rồi sau đó các bạn mới kết ao ha. Nếu mà bạn kết ao á thì trước khi kết ao các bạn cứ đàn một nhịp ha. Rồi ví dụ là nè. Dù cho em từng y chang intro không khác gì hết. Bum để cho nó vang luôn là mình kết ao luôn ha. Rồi để cho nó vang luôn như vậy rồi ngưng. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn nốt solo ha. Nốt solo của bài này. Rồi. Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi. Rồi. Đô rê son các bạn nè, các bạn lưu ý ha. Với bài này thì một số chữ hát nhiều khi cái dấu theo cái dấu của nó thì có thể các bạn ví dụ như hai chữ các bạn có thể đàn ba nốt ha, hoặc là một chữ các bạn đàn hai nốt thì các bạn nghe nó mới giống như người ta hát được ha. Cho nên các bạn đừng thắc mắc vì sao mà một chữ mình chia sẻ hai nốt, hoặc là hai chữ mình chia sẻ ba nốt, hoặc là ba chữ mình chia sẻ bốn nốt vậy nha các bạn. Thì tức là thêm nốt vào các bạn đàn cho nó giống như người ta hát như thế nào, mình solo nghe cho nó giống như vậy nha các bạn. Rồi đoạn một câu đầu tiên mẹ ơi thì chỗ này hai chữ nè, các bạn đàn ba nốt đô rê son mẹ ơi. Các bạn đàn mà đô son cũng được nhưng mà nó không hay ha. Các bạn đàn đô rê son mẹ ơi vậy đó ha. Rồi tiếp hoa cúc hoa mai nở rồi la đô la son rê son đô nở, cái chữ nở là các bạn đàn rê son, chữ nở đó rê son rồi là đô ha, nở rồi rê son đô. Rồi lại nguyên câu nè. Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi đô rê son la son rê son đô vậy đó ha. Rồi tóm lại là mình cứ chia sẻ những nốt nào là các bạn cứ đàn y chang những nốt đó là được nha. Sau lưng một dãy nốt thì mình có chia sẻ các bạn là số dây và vị trí bấm luôn để các bạn khỏi cần tìm. Ví dụ đô nó nhiều chỗ bấm, son nó cũng nhiều chỗ bấm, pha nó cũng mấy chỗ bấm, mặc dù ba đầu tiên nhưng mỗi nốt nó có nhiều chỗ bấm. Cho nên mình ghi cái dãy số phía sau luôn, là nhìn theo dãy số phía sau các bạn sẽ biết được số dây và vị trí bấm để các bạn khỏi cần tìm. Ví dụ nốt đô thì các bạn biết bấm chỗ đó liền, hoặc là la hoặc là son các bạn biết đàn dây đó bấm chỗ đó liền ha. Các bạn khỏi tìm mất thời gian các bạn, mình ghi luôn cho các bạn luôn. Rồi. Tiếp câu thứ hai. Con lên đên la son đô giờ đây la son đô đời con đang còn lên đên đô rê son son mi rê fa son đô rê son son mi rê fa son. Rồi nguyên câu la son đô đô rê son son mi rê fa
còn lênh đênh nha. Đang còn lênh đênh là các bạn đang nắm nó son đi đề pha son, mặc dù bốn chữ đang còn lênh đênh nhưng các bạn đang đang năm nốt son đi rê pha son vậy đó ha. Rồi tiếp đều cao gió long ngày đêm bạc ngàn, son la rê mi đô đô rê son la rê mi đô đô rê son la. Rồi tiếp áo trắng sơn váy bạc màu, rê la la đô la son, rê la la đô la son. Rồi tiếp nhìn xuân về lòng buồn mênh mang, rê la son son la đô rê, rê la son son la đô rê. Rồi tiếp nhìn xuân về lòng buồn mênh mang. Rồi vậy ha. Rồi tiếp qua đoạn 2. À, đoạn 2 thì nó chỉ khác câu cuối cùng thôi, còn những câu trên nó giống như đồng một nha các bạn. Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, đồ rê son đồ rê son đồ đồ rê son là đô la son rê son đồ, nó giống như đồng một ha, không khác luôn. Mà nay đã bao xuân rồi trôi qua, là đồ la son đô đô rê son son mi rê pha son. Rồi còn giống đoạn một luôn ha. Rồi tiếp giờ đây chắc mẹ da tóc bạc nhiều, son la rê mi đô đô rê son la. Còn giống đoạn một sớm chiều vườn rau vườn cà, rê la la đô la son. Rồi câu này khác nè, mẹ biết nhờ cây vào tay ai. Rồi rê la son son la đô rê đô, rê la son son la đô rê đô, mẹ biết nhờ cày vào tay ai. Yeah, rồi hello solo đoạn 2, tất nhiên bây giờ nó solo điệp khúc. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng xuân, la la đô mà la rê son la, la la đô pha la rê son la. Rồi tiếp thón mùi mai nở đâu đây, đô pha son rê pha son, đô pha son rê pha son. Rồi tiếp nghe long lạc lôi chơi vơi, mi đô son la đô rê, mi đô son la đô rê. Rồi tiếp khi xưa những ngày binh lửa chúa sang, son la mi la si, si si rê son la mi la si. Rồi tiếp bếp hồng quay quần bên nhau, rê son la mi son la, rê son la mi son la. Rồi tiếp nghe mẹ kể chuyện đời xưa, rồi nghe mẹ chỗ nghe này nè các bạn, đàn nó pha thăng cho mình nghe nó giống. Rồi. Nghe mẹ pha mi rê pha thăng nha các bạn, đừng đàn nốt pha. Mà dù thường đâu trưởng các bạn đàn nốt pha, nhưng mà chỗ này các bạn đàn nốt pha thăng, các bạn nghe mới giống. Pha mi rê là rê rê mi son, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Vậy đó nha các bạn. Rồi rồi qua đoạn cuối. Đoạn cuối thì y chang đoạn 2, hát khác lời thôi, còn nó solo các bạn cứ solo y chang đoạn 2 là được ha. Rồi vậy là coi như xong cái bài mùa xuân của mẹ cho các bạn ha. Rồi clip tới mình tiếp tục chia sẻ các bạn một vài bài nhạc xuân nữa cho các bạn ha. Rồi có chỗ nào thắc mắc thì các bạn cứ comment với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.